Bây giờ các bạn chúng ta sẽ cùng Mai Hương thực hiện bài Landmine Squat. Các bạn chúng ta sẽ setup cho mình một cái thanh dụng cụ barbell. Nó sẽ có một đầu là bánh tạ như thế này, còn đầu kia thì chúng ta để không nhá. Các bạn thực hiện như sau. Đứng chân này gần sát với lại bánh tạ, ngực mở, bụng chắc. Các bạn chúng ta gập hông này, xuống form squat. Vai các bạn chúng ta nhìn vai của Hương nhé, lưng thẳng các bạn nha. Vai này chúng ta sẽ đẩy về sau, ngực mở, đẩy về sau này. Sau đó các bạn chúng ta lên. Nó sẽ có hai kiểu cầm các bạn nhé. Một là các bạn chúng ta cầm thế này, hai là các bạn chúng ta cầm lên như thế.